Khi mà Kathy nghĩ đến ok, bây giờ mình biết là nếu mà muốn viết một câu chuyện á thì mình phải nghiên cứu rất nhiều về cái chi tiết của cái câu chuyện đó. Thì nếu mà mình muốn nghiên cứu về cái gì thì mình muốn là nghiên cứu về thời trang. Trước khi đạo diễn Hồ action thì lúc nào cũng Mai cũng ra cái vẻ như là đang rất là vui, giống như là đang được đi chơi. Đầu tiên nói về thời trang trong điện ảnh Việt Nam thì Vi Văn nghĩ là mọi người đã cố gắng hết sức rồi và có thể là tốt nhất có thể họ có làm, bởi vì Văn tin là bản thân anh Hạm và Thiệu Uyên có một cách nhìn rất là tốt về thời trang. Tương lai của cái đường feature film của Việt Kiều ở Việt Nam á là chắc cũng còn cao hơn nữa. Cái mơ ước để được làm phim, được làm người diễn viên, được thể hiện các nhân vật nó đeo đuổi anh rất là lâu rồi, từ nhỏ, từ lúc mà 7-8 tuổi. Được anh Hạm Trần chọn thì đầu tiên rất là vui, tại vì đây là một cơ hội mới, thử thách cho mình được các bạn biết đến nhiều hơn, giống như là một cái cột mốc mới dành cho mình. Tuy rằng là không biết sau khi bộ phim này ra mắt thì vai của Don có được tròn trịa hay không, có được các bạn đón nhận hay không. Rất là hy vọng là bộ phim sẽ được các bạn đón chờ, tại vì mọi người luôn luôn bỏ ra rất là nhiều công sức. Trước khi chia tay thì Trương Nhi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn và mong là các bạn sẽ đón chờ bộ phim Âm Mưu Gì Góc Nhỏ một cách thật là nhiệt tình nhé, và đặc biệt là ủng hộ cho Cathy và tất cả các em diễn viên.